Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng thưởng thức một bài hát đang là top 1 trending của rất nhiều bảng xếp hạng âm nhạc châu Á hiện nay, với một phong cách hoàn toàn khác, một phong cách rất CNC. Sau đây xin mời mọi người đến với phần biểu diễn ca khúc Bo Xì Bo, được biểu diễn bởi những con người trẻ nhất CMC, các CMC ở viện ATI.